Các bạn thân mến, trong mục Phụ nữ thành đạt hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Trần Thị Vân Anh, giọng ca xuất sắc vừa giành được ngôi vị quán quân ở dòng nhạc dân gian, cuộc thi tiếng hát Hà Nội năm 2023. Với tố chất thiên bẩm cùng vốn chuyên môn được tích lũy của mình, Trần Thị Vân Anh được đánh giá rất cao bởi chất giọng trong trẻo, cách luyến láy kỹ thuật và cách xử lý bài hát chuyên nghiệp tinh tế. Suốt hành trình tham gia cuộc thi, Vân Anh đã mang tới một màu sắc rất khác biệt khi lựa chọn những bài hát được xem là khó và mang nhiều cảm xúc. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cô ca sĩ trẻ tuổi này nhé. Xin chào Vân Anh, rất vui được trò chuyện với bạn trong chương trình âm nhạc dành cho phái đẹp hôm nay. Vân Anh xin chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Vân Anh thân mến, là một người con của quê hương Hà Tĩnh nhưng lại chiến thắng tại một cuộc thi ca hát lớn của thủ đô Hà Nội thì chắc hẳn đến giờ Vân Anh vẫn còn rất là nhiều dư âm cảm xúc đúng không ạ? Sau cuộc thi thì Vân Anh vẫn còn dư âm lại, lắng lại những cái cảm xúc lúc mà Vân Anh đăng quang. Đến bây giờ Vân Anh vẫn có cái cảm giác sung sướng đấy ạ. Vậy thì sau cuộc thi thì cuộc sống của bạn có nhiều thay đổi không ạ? Bởi vì bây giờ thì bạn đã là một ca sĩ được nhiều người biết đến rồi. Sau cuộc thi thì Vân Anh thấy cuộc sống của Vân Anh cũng có thay đổi. Mọi người cũng biết đến nhiều hơn. Ở các show diễn thì cũng có sự thay đổi hơn ạ. Tức là bạn nhận nhiều show hơn rồi đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Sau khi mà bạn đăng quang như thế thì có nhiều show hơn này, công việc cũng bận rộn hơn thì nó có ảnh hưởng gì đến việc học tập của bạn không ạ? Đa số là các show diễn thì là thường đa số là buổi tối, cho nên là việc học của Vân Anh thì vẫn học được cả buổi sáng cả buổi chiều ạ. Cho nên là thời gian nó cũng không bị trùng quá. Thỉnh thoảng thì Vân Anh cũng xin phép các thầy cô giáo ở trường tạo điều kiện cho Vân Anh. Hiện tại thì Vân Anh đang học năm 3 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với sự dìu dắt của cô giáo Lan Anh ạ. Vâng, một ca sĩ rất là nổi tiếng, cô giáo Lan Anh. Chắc hẳn là trong cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội vừa rồi thì cô giáo Lan Anh cũng đã dìu dắt cho bạn rất là nhiều đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Cô giáo Lan Anh chính là người khơi gợi giúp Vân Anh có thể tham gia. Vì trước khi mà Vân Anh tham gia thì cô đã khơi thúc Vân Anh và Vân Anh không nghĩ là mình tham gia đâu ạ. Chính cô đã động viên Vân Anh tham gia cuộc thi này đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Vân Anh thân mến, để chạm tới được vinh quang thì chắc chắn là cả một chặng đường không dễ dàng. Thì bạn có thể chia sẻ những kinh nghiệm để có được thành công như ngày hôm nay không ạ? Thật ra thì đối với Vân Anh thì đây cũng là một cái bước khởi đầu để giúp Vân Anh có cái điều kiện để sau này Vân Anh lan tỏa hơn nữa. Nhưng mà để đạt được cái ngôi vị này thì Vân Anh nghĩ điều đầu tiên đó chính là phải có năng lực và cái sự tự tin. Và trong cuộc thi thì cái tầm nhìn nó khá là quan trọng với Vân Anh là vậy ạ. Bạn có thể nói rõ hơn một chút là tầm nhìn của bạn ở đây là cụ thể như thế nào? Dạ vâng, Vân Anh nghĩ cái tầm nhìn ở đây là chính là những cái bước đường đi của mình và những cái vòng thi thì mình phải biết là đối thủ của mình như thế nào, các thí sinh sẽ trình diễn như thế nào thì Vân Anh là người sẽ kiểu như Vân Anh chọn lọc lại và Vân Anh sẽ làm cho mình khác biệt hơn. Những cái đường đi nước bước đó thì chắc hẳn là cũng có sự góp ý của cô giáo Lan Anh đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Mỗi cái đường đi thì Vân Anh sẽ là người cũng đưa ra ý kiến và cô Lan Anh và nghệ sĩ ưu tú Tố Nga sẽ góp ý giúp Vân Anh ạ. Vân Anh thì còn rất trẻ, năm nay thì bạn chỉ mới 18 tuổi thôi, nhưng mà đã thể hiện những tác phẩm âm nhạc dân gian đương đại của nhạc sĩ Sĩ Thắng. Và phải nói đó là những cái bài hát rất là khó và là sự thử thách đối với những ca sĩ trẻ. Tuy nhiên thì bạn đã chinh phục được điều đó và đã chinh phục được ban giám khảo cũng như công chúng. Và để làm được điều đó thì bạn đã có những cái bước chuẩn bị như thế nào ạ? Đầu tiên để có được cái cổ thơ chắc thì Vân Anh phải được sự hướng dẫn của cô giáo Lan Anh ở trường về cái cổ thơ cũng như là cái âm thanh nhạc. Còn để truyền đạt những cái cảm xúc thì
thì Vân Anh may mắn là được bác nhạc sĩ Sĩ Thắng bác đã hỗ trợ và cũng như là đã cùng Vân Anh tập luyện để có được cái tiết mục ấn tượng ạ. Vậy thì nhạc sĩ Sĩ Thắng cụ thể là đã hướng dẫn cho Vân Anh chi tiết cái cách xử lý các bài hát của nhạc sĩ như thế nào ạ? Đa số những cái tác phẩm của nhạc sĩ Sĩ Thắng thì đều là mang âm hưởng nó kiểu đương đại và Dân gian đương đại. nó rất là ma mị Ừ. vâng ạ. Cho nên là bác sẽ chỉ cho Vân Anh phải câu này phải phải nhấn như thế nào là câu câu nào là phải thả ra. Hướng dẫn một cách hết sức chi tiết đúng không ạ? Dạ. Từ cách nhả chữ này rồi là cách xử lý luyến láy đúng không ạ? Bởi vì là các bài hát dân gian đương đại thì cái xử lý tinh tế và cái phần luyến láy cũng rất là nhiều đúng không ạ? Yeah. Và có một điểm mà mọi người đều nhận thấy là các vòng thi của bạn hầu hết đều thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Sĩ Thắng. Thì tại sao bạn lại chọn các sáng tác của nhạc sĩ Sĩ Thắng cho các phần thi của mình? Yeah. Đầu tiên là anh biết tới nhạc sĩ Chí Thắng là nhờ ca khúc Phật Quang Phổ Chiếu. Thì ca khúc này Vân Anh đã được nghe từ lâu, các anh chị đã mang tới dự thi và lần này thì Vân Anh chọn cái tác phẩm này và lúc đấy Vân Anh đã tìm cách liên lạc với nhạc sĩ Chí Thắng thì khá là may mắn là lúc đấy Vân Anh vẫn đang băn khoăn để tìm cái tác phẩm Hà Nội thì bác lại gửi cho Vân Anh, bác hỏi Vân Anh là con nghe bài này có được không? Thế là bác gửi cho Vân Anh bài Mắt Chiều Hồ Tây. Lúc đấy Vân Anh nghe cái Vân Anh ấn tượng luôn. Xong đến vòng bán kết xong thì đến vòng chung kết thì Vân Anh vẫn rất là lo vì Vân Anh thật sự lúc đấy Vân Anh chưa biết gì nhiều về về tác phẩm Hà Nội và bác cũng gửi cho Vân Anh một bài Mây Sứ Đoài và lúc đó Vân Anh cũng đã hỏi ý kiến của hai cô giáo và Vân Anh thấy tác phẩm của nhạc sĩ Chí Thắng khá là hợp quãng của Vân Anh và nó cũng có cái chất ma mị và Vân Anh cũng làm được cái chất ma mị đấy cho nên là Vân Anh lựa chọn tác phẩm nhạc sĩ Chí Thắng ạ. Và đó là một sự lựa chọn rất là thông minh. Vâng, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe giọng hát của ca sĩ Vân Anh với ca khúc Mắt Chiều Hồ Tây sáng tác của nhạc sĩ Sĩ Thắng. Trong tranh mắt ai
nhau hơn, sẽ chia vui buồn nhân thế. Vừa nghe ca khúc Mắt Chiều Hồ Tây sáng tác của nhạc sĩ Sĩ Thắng với giọng hát của ca sĩ Vân Anh.